Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 7 câu 11 đến câu 17. Sau đó, Đức Giêsu đến thành kia gọi là Na Im. Có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Khi Đức Giêsu đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này lại là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chặt lòng thương và nói, bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần, sờ vào quan tài, các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói, này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói, Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng, một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền du đê và vùng lân cận kính thưa cộng đoàn không ai trong chúng ta không khỏi bàng hoàng thương tiếc đau buồn nhớ thương về thầy du xe lê nguyễn khi hay tin thầy du xe lê nguyễn ra đi rất nhanh và rất vội chả ai trong chúng ta mong cái chết cũng như chả ai trong chúng ta vui vẻ gì khi nghe tin ai đó và đặc biệt người thân của chúng ta chết cả có người chết vì tuổi già có người chết vì bệnh hoạn có người chết vì tai nạn có người chết vì chiến tranh và có người chết rất trẻ như thầy Xe đây không ai muốn chết và cũng không ai biết được giờ nào mình phải ra đi. Nhưng có những cái chết làm bàng hoàng người sống, mang nhiều nỗi nhớ thương. Đó là cái chết trẻ, cái chết thanh xuân. Khi cuộc sống mới bắt đầu chớm nở, khi nhiều mơ ước vẫn còn gian dở, lạy chúa con như người thợ dệt. Đang mãi dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay chúa cắt đứt ngay hàng chỉ, người thân thương của chúng ta vẫn còn đó biết bao nhiêu mộng vàng gia đình nhà dòng cũng dệt mộng vàng nơi người anh em thân yêu của chúng ta với tất cả những nỗ lực ý chí đi theo ơn gọi dòng chú cứu thế thầy du xe lê nguyễn đã cố gắng tận hiến đời mình trong nhà dòng và rồi chúng ta thấy phải chết đi mà được sống lại thật là một niềm vui khôn tả đối với người chết và người thân đang sống hôm nay chúng ta nghe thuật lại trường hợp chết đi sống lại của người trẻ sau khi làm phép lạ cho hũ bột không vơi vò dầu không cạn cho dù hai mẹ con bà quá ở thành sarepta và cho mình sống lâu ngày tiên tri elia được tạm trú tại nhà bà quá thế rồi chúng ta thấy con của bà ngã bệnh và chết. Bà khóc lóc trách móc. Elia đã mang cái xui xẻo đến cho bà. Elia bồng đứa trẻ, bà đang ẩm trong tay, đem lên phòng trên chỗ ông ở và đặt nó nằm trên giường. Ông nằm lên trên đứa trẻ ba lần và kêu cầu. Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, Xin cho hồn vía đứa trẻ này lại về với nó. Và Thiên Chúa đã nghe lời ông kêu cầu. Đứa trẻ đã sống lại. Đó là chuyện mà chúng ta đã nghe ở trong thời Cựu Ước, vào thời Tân Ước. Thánh Luca thuật lại cho chúng ta việc sống lại khác như sau. Chúa Giêsu cùng các môn đệ và đám đông đi đến thành Na-im khi gần đến cửa thành thì gặp người ta đang khiêng một người chết đi chôn người chết là con trai duy nhất của một bà quá thấy bà quá khóc thảm thiết chúa giêsu chạnh lòng thương ngài tiến lại gần sờ vào quan tài và nói này người thanh niên tôi bảo anh hãy trỗi dậy chàng thanh niên liền ngồi lên và bắt đầu nói cả hai người chết đều là những người chết trẻ lại là những người con duy nhất của những bà quá con là niềm vui và hy vọng cho tương lai của hai bà trong lúc tuổi già thế mà những đứa con duy nhất của họ đã ra đi còn nỗi buồn nào hơn nỗi buồn mất đứa con yêu dấu của mình elia không trực tiếp làm cho người chết sống lại ông phải kêu cầu vào quyền năng của Thiên Chúa. Còn Chúa Giêsu là đấng có quyền lực trên sự sống và sự chết, trên thân xác và linh hồn. Ngài đã ra lệnh cho người chết sống lại. Trong trường hợp đứa bé của bà quá Sarepta sống lại, có một điểm chúng ta cần lưu ý, đó là câu cầu xin của Elia. Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, xin cho hồn vía đứa trẻ này lại về với nó đứa trẻ con của bà quá ở sarepta đã chết linh hồn đã lìa khỏi xác tiên tri elia đã ba lần nằm lên trên đứa trẻ đã chết và truyền sinh khí cho nó nhưng sinh khí ấy cũng chưa đủ làm cho đứa bé sống lại ông phải xin chúa cho thần khí của đứa trẻ trở lại với thân xác hồn trở về với thân xác đứa trẻ và đứa trẻ đã sống lại. Như thế, chúng ta có thể xác tín rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Con người là một thực thể đơn nhất gồm hồn và xác, vừa thể xác vừa tinh thần. Thiên Chúa lấy đất sét nặng ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và cho con người được nên một sinh vật. Sáng thế chương 2 câu 7. Linh hồn là sự sống, là sự toàn diện, là cái thâm sâu nhất của con người, là cái giá trị nhất nơi con người. Nhờ đó con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Cách đặc biệt, linh hồn là nguyên lý thần linh nơi con người. Linh hồn bất tử, thân xác chết nhưng linh hồn vẫn sống nhưng đứa trẻ kia. Chàng thanh niên nọ hay người đầy tớ của viên sĩ quan hay ông Lazaro. Chúa cho họ sống lại là vì lòng thương xót. Nỗi đau của người thân đang sống. Họ được sống lại, nhưng rồi họ cũng phải chết. Chết hai lần. Xin ký tử quy. Con người phải chết đó là điều tự nhiên. Chết là chấm hết khoảng thời gian chúng ta có trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ấy, con người thay đổi, già đi rồi chết, bệnh hoạn rồi chết, tai nạn rồi chết, đột quỵ rồi chết. Không ai biết được cái chết đến với chúng ta lúc nào như thầy du xe thân yêu của chúng ta đây. Chỉ cần một cơn gió thoảng, dầu làn gió biến đi nơi nó mọc cũng không còn máng vết tích. Thầy ra đi rất nhanh và rất vội nhờ cái chết chúng ta biết thân phận của mình có hạn nhưng đối với con mắt đức tin chết là linh hồn lìa khỏi xác chết là ra đi chết là trở về để chờ ngày phục sinh với thân xác chết là kết thúc cuộc lữ hành trần thế kết thúc trần gian thiên chúa gia ân và thương xót để chúng ta sống cuộc đời trần thế theo ý chúa và quyết định số phận tối hậu của mình muốn được phục sinh với Đức Kitô, chúng ta cũng phải chết với người. Chết không phải là sự đau buồn mất mát, nhưng là một niềm mong đợi như thánh Phaolô đã nói: "Ảo ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô." Philippe chương 1 câu 23. Đối với thánh nhân, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Philippe chương 1 câu 21. Và thánh Teresa hài đồng Giêsu Trước những giây phút cuối cùng của cuộc sống đã nói, tôi không chết nhưng đang bước vào cõi sống. Khi chết, linh hồn lìa khỏi xác, thân xác lâm cảnh hư nát, khi linh hồn đến gặp thiên chúa. Bất cứ cảnh tan chế nào cũng đau buồn. Là những người đang sống, chúng ta khóc thương cho người thân đã chết đau buồn trước mất mát của người thân yêu là điều rất tốt và cần thiết. Nhưng trong cảnh đau thương ấy lại là một niềm vui cho người quá cố. Đức tin là một sự an ủi nâng đỡ những người sống trong lúc tan chế như thế này. Nó làm cho chúng ta đau buồn trong niềm hy vọng sẽ gặp lại người thân yêu. Họ ra đi để trở về với sự sống vĩnh cửu họ chết nhưng lại không chết họ chết về thân xác nhưng linh hồn họ vẫn sống họ chỉ thay đổi thế giới họ không trở lại với chúng ta nhưng rồi chúng ta sẽ đi gặp họ những người chết là những người đi trước chúng ta khóc thương những người chết là khóc thương cho số phận linh hồn của họ không biết thế nào sau cái chết hơn là cho thân xác cầu nguyện cho các linh hồn là chúng ta sống liên kết với họ trong mầu nhiệm các thánh thông công đứa con của vua david với vợ ông julia bị bệnh nặng vua david cầu khẩn thiên chúa cho đứa trẻ vừa ăn chay nhiệm nhặt khi về già ngủ đêm thì nằm dưới đất các kỳ mục trong nhà vua nài xin vua trỗi dậy nhưng vua không chịu và cũng không ăn uống chút gì đến ngày thứ bảy đứa bé chết Triều thần David sợ không dám báo cho David đứa trẻ đã chết vì họ bảo nhau. Khi đứa trẻ còn sống, chúng ta đã nói với đức vua, nhưng ngài không nghe. Bây giờ làm thế nào để nói với ngài là đứa trẻ đã chết? Hẳn ngài sẽ làm liều. Thấy triều thần thì thầm với nhau. Vua David hiểu là đứa trẻ đã chết. Và vua David hỏi triều thần có phải đứa trẻ đã chết không? Họ thưa vâng chết rồi. Bây giờ, Vua David từ dưới đất trỗi dậy tắm rửa sức dầu thơm thay quần áo, rồi vua vào nhà đức chúa mà phụ phục. Trở về vua yêu cầu người ta dọn bữa để vua ăn. Triều thần nói với vua ngài làm gì vậy? Khi đứa trẻ còn sống ngài ăn chay và khóc lóc vì nó. Khi đứa trẻ chết rồi thì ngài lại trỗi dậy và dùng bữa. Vua trả lời, Bao lâu đứa trẻ còn sống ta ăn chay và khóc lóc vì ta tự bảo. Biết đâu Đức Chúa sẽ thương ta và đứa trẻ sẽ sống. Bây giờ nó chết rồi ta ăn chay làm gì? Hỏi rằng ta còn có thể làm cho nó được sống trở lại không? Ta đến với nó chứ nó không trở lại với ta. hai Samuel chương 12 câu 16 đến câu 23. Kính thưa cộng đoàn. Chúa Giêsu không nói ta là sự sống và là sự sống lại. Nhưng Ngài nói ta là sự sống lại và là sự sống. Sống lại với Đức Kitô để rồi như Ngài sống vĩnh hiển, vinh hiển trong nước Thiên Chúa. Nếu ta cùng chết với Ngài, ta cũng được sống với Ngài. Hai Timôthê chương 2 câu 11. Thánh Phaolô đã cho chúng ta một kinh nghiệm sống. Tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm là sống trong niềm tin vào con Thiên Chúa, đến đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Galat chương 2 câu 20 Sống là cảnh giác mà những gì tác giả Thánh Vịnh đã xin. Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi và không để quân thù hỷ hoang về tôi. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn tôi thoát xa âm phủ, Ngài cứu tôi khỏi số phận người đang bước xuống mồ Thánh Vịnh 29. Mọi người đã chết đều sẽ phục sinh. Doan chương 5 câu 29. Ai đã làm điều lành thì sống lại được sống, và ai làm điều dữ thì sống lại để bị kết án. Chỉ có sự phục sinh trong ngày sau hết mới thực sự đem thân xác và linh hồn chúng ta vào cõi sống vĩnh hằng. Sống là chuẩn bị chết, và chết là đi vào cõi sống. Chúng ta đã và sẽ chuẩn bị cho sự sống sau cái chết chưa